chào Hữu Tính. Cho Tiên hỏi là không biết là Tính giữa đội Bỉ với Panama mà đấu với nhau vào lúc 10 giờ tối nay thì Tính đoán tỷ số sẽ như thế nào? Mấy hôm nay có vẻ là tỷ số không có được cao, là các đội đá với nhau rất là suýt sao, sử dụng 1-0, 1-1 cỡ đó à? Thì nhưng mà cũng có đội là 5-0 đó chứ. Thì đó có một đội một mà đá, cái đội 5-0 là cái đội mà đá mà không ai ngờ. Đá đâu mà đá dữ vậy. 2-0. 2-0 cho Bỉ. Xong 2-1. Không. Thắng là phải thắng luôn, còn không là kèo dưới lật ngược lại. À. Rất là dứt khoát. À, chắc chắn là phần thắng mình sẽ nghiêng về đội Bỉ nhiều hơn. Có thể là Bỉ sẽ thắng Panama với tỷ số cách biệt 2 bàn. Bỉ Panama ngắn gọn thôi, mình nghĩ sẽ có một cái chiến thắng cách biệt ít nhất là 2 bàn dành cho Bỉ, có thể là 3-1. Tại sao ạ? Phải nói rằng đơn giản là đẳng cấp của hai bên rất là chênh lệch, bởi vì Panama phần lớn những cầu thủ đang thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS hoặc là đang thi đấu giải trong nước rất là kém tên tuổi, và so sánh với đẳng cấp của những cầu thủ Bỉ thì rất là khó để so sánh một trời một vực. Thế nên tôi nghĩ rằng chỉ có một cái điều kỳ diệu hoặc là Bỉ thi đấu sa sút thì mới có thể tạo ra một bất ngờ. Tuy nhiên tôi vẫn không tin rằng điều này đến trong buổi tối ngày hôm nay. Bỉ sẽ bắt buộc có một cái chiến thắng trong ngày ra quân, đầu có xuôi đuôi mới lọt, có thể tỷ số là 3-1. Theo anh nghĩ thì có thể là một trận chiến thắng cho đội Bỉ, tại vì thực sự là Bỉ nó cũng về tương quan lực lượng, về cầu thủ nó cũng sẽ nhỉnh hơn Panama. Thì kết quả anh nghĩ có thể trận đấu này sẽ là 2-0 hoặc là 3-0. 2-0 hoặc là 3-0? Dạ. Sao không có 2-1 hay là 3-1? Tại vì thực sự là những trận đấu gần đây thì là rất là nhiều bàn thắng. Nhưng mà đối với anh thì rất là nhiều tuyển thủ Bỉ cũng đã thi đấu ở nhiều những cái giải đấu quốc gia nó có tên tuổi. Thì cái điều đó nó cũng sẽ mang lại một cái sắc màu mới cho đội tuyển Bỉ. Và anh cũng sẽ bình chọn với một cái kết quả rất là khả quan cho đội tuyển Bỉ, đó là với tỷ số 2-0 hoặc là 3-0. Dạ, nhưng mà anh trước đây cũng là một tiền, anh hiện trước đây và cũng như là hiện nay là tiền đạo. Thì Ngọc Tiên nghĩ rằng anh rất quan tâm đến với những cầu thủ là tiền đạo, chẳng hạn như là Lukaku của Bỉ. Thì anh có nghĩ là ở tối nay anh ta sẽ tiếp tục giúp cho đội của mình có thêm được những cái bàn thắng đẹp không ạ? Anh nghĩ là Lukaku sẽ có góp bàn thắng trong cái chiến thắng của đội tuyển Bỉ. Nhưng mà anh sẽ không chắc được là đội Lukaku sẽ có thể ghi 2 bàn hay 3 bàn. Và một cái điều anh có thể ghi nhận được là Lukaku là một cái cầu thủ người ta sẽ quan tâm nhiều ở đội tuyển Bỉ, và người ta sẽ kỳ vọng nhiều ở đội tuyển Bỉ để mang lại chiến thắng cho đội tuyển Bỉ trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, quan tâm là đẹp trai hay là do là hay ghi bàn cho những cái trận gần đây ạ? Theo anh nghĩ thì là cái góc độ là sẽ đóng góp cho đội tuyển Bỉ, giống như là sẽ ghi bàn hơn là những góc độ khác.